Ok. Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn video như hồi nãy mình cho các bạn xem nhé. Thì đây mình đã thêm video sẵn vô trong CapCut rồi. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ chiết xuất âm thanh ra để lấy âm thanh edit nha các bạn. Thì mình sẽ ấn vào thanh video, sau đó mình sẽ ấn chiết xuất âm thanh. Rồi mình sẽ có âm thanh như thế này nè. Bây giờ mình sẽ bắt beat để edit nhá. Mình ấn vào thanh âm thanh, sau đó mình ấn khớp. Và đây mình sẽ ấn tạo tự động để cho nó nhanh nhé các bạn. Thường thường thì tạo tự động thì nó đã khớp beat rồi. Ok, mình sẽ ấn dấu tích về đây. Rồi, bước tiếp theo mình sẽ thêm hai ảnh vô để edit. Rồi, đây mình đã chọn được hai ảnh rồi. Bước tiếp theo mình sẽ nghe cái nhạc để khi nào mà chuyển giao tấm ảnh thứ nhất sang thứ hai nhé các bạn. Rồi, đó là cái chấm vàng đây nè. Đó, video cũ thì mình xóa đi. Ok, còn video thứ hai mình sẽ kéo cho hết thanh nhạc luôn nhé các bạn. Rồi, đối tấm hình thứ nhất thì các bạn ấn vào hiệu ứng, ấn vào hiệu ứng video. Sau đó trên tab tự hành này các bạn sẽ thấy cuộn phim, hiệu ứng cuộn phim này nè. Các bạn ấn vào. Rồi các bạn kéo hiệu ứng cuộn phim đến hết video thứ nhất, hết cái tấm hình thứ nhất. Ok. Rồi cái chuyển giao giữa hai bức hình nè, cái gạch trắng trắng này các bạn thấy không? Các bạn ấn vào. Sau đó các bạn ấn vào máy ảnh. Rồi các bạn chọn kéo vào. Ok, nó đã được hiệu ứng như thế này nè. Đó, kéo vào như thế. Đối với tấm hình thứ hai thì mình kéo rộng ra để dễ làm nha các bạn. Rồi đối với tấm hình thứ hai mình sẽ cho một keyframe ở đầu. Mình phóng to nó ra một xíu như trong video mình làm nha. Rồi sau đó mình xuống cuối video, mình cho một keyframe nữa. Ok. Xong rồi mình sẽ xem tấm hình thứ hai nó dài khoảng bao nhiêu nè. Mình sẽ cho khoảng tay ở đây nhé các bạn. Chấm vàng thứ nhất, chấm vàng thứ hai, chấm vàng thứ ba, chấm vàng thứ tư nè. Mình sẽ cho một keyframe. Sau đó mình phóng to cái ảnh ra một xíu. Rồi giờ mình phóng to ở giữa ra để dễ làm nè. Keyframe tiếp theo, cắt một keyframe, cắt một chấm vàng, cắt một bit nè. Các bạn bỏ qua các bạn đây, cho bạn các bạn cho một keyframe. Rồi gửi cái chấm vàng ở giữa này thì các bạn phóng nhỏ bức hình lại một xíu để nó sẽ được nhỏ đi to ra như vậy, cho nó đều, cho cái bit này nè, nó đều vào cái bit ở trên này. Đó. Rồi đối với cái tấm hình này thì các bạn dùng hai ngón tay quay bức hình khoảng 3 độ. Quay cái bit bên này thì các bạn quay ngược lại 3 độ luôn. Âm 3 độ. Rồi. Các bạn lưu ý là mình phải chừa một cái khoảng đen ở chỗ này để tí nữa mình làm cái bit giật xoay tròn nó ok hơn nhé. Đối với những chấm vàng còn lại thì mình cũng thêm keyframe vô thôi. Cũng ấn ở đây để thêm keyframe nhé các bạn. Rồi các bạn lưu ý chỗ này này. Mình đã hướng dẫn cái này rồi nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn để các bạn nắm rõ hơn. Ok, giữa cái keyframe thứ nhất và keyframe thứ hai thì các bạn căn 1/3 này ở đây. Các bạn đàn cho mình một keyframe. Sau đó các bạn sẽ kéo tấm hình xuống hoặc kéo lên tùy các bạn. Ở đây thì mình kéo xuống nha. Đấy, kéo xuống một xíu vậy thôi. Rồi đèn chấm vàng ở cái thứ hai này là cái keyframe thứ hai đây này. Các bạn kéo qua bên phải như trong video, kéo qua như mình. Rồi xong rồi các bạn sẽ quay trở về giữa đây nha. Giữa keyframe này và keyframe này này, ở giữa nó ở giữa nha. Các bạn cho mình một keyframe. Sau đó các bạn quay trở về cái keyframe bên này. Các bạn chạy bức hình về như ban đầu. Có nghĩa là chạy bức hình về như ban đầu, có nghĩa là có cái bốn gạch màu xanh xanh đó. Có nghĩa là bức hình nó ở giữa cái màn hình 9:16 này rồi. Ok. Sau đó các bạn sẽ cho mình một keyframe đây, đằng sau nó một cái. Rồi các bạn xoáy cái này đi nhá, xoáy cái keyframe ở giữa đi. Các bạn lưu ý làm như mình luôn là đảm bảo 100% các bạn sẽ thành công. Đó, xoáy cái này đi. Thế là xong được một bit. Tương tự những cái bit còn lại các bạn cũng làm tương tự nhá. Lưu ý cho các bạn là các bạn khi các bạn kéo xuống, kéo bức hình ở đây này, kéo xuống hoặc kéo qua phải thì các bạn căn làm sao mà kéo được như cái tấm hình đầu này. Đó.
cần làm sao kéo được như tấm hình đầu, chứ các bạn đừng có kéo mặn quá hay là kéo nhẹ quá thì nó không khớp, thì nó sẽ không đẹp. Ok, thì chỗ này mình sẽ tua để cho nó đỡ tốn thời gian của các bạn nha. Ok mọi người, thì sau một thời gian mình đã làm xong cái bit giật xoay tròn như thế này thì nó sẽ được như thế này nha các bạn. Rồi, bước tiếp theo nó trong video nó sẽ giật sáng như trong FM ý là Align Motion. Thì để làm như thế thì các bạn sẽ cho mình lớp phủ, ấn vào lớp phủ. Các bạn chọn thêm lớp phủ. Sau đó các bạn chọn qua Core Video bên này nha. Rồi các bạn chọn tấm hình đen. Các bạn kéo cái tấm hình đen này hết cái video thứ hai luôn. Sau đó các bạn dùng hai ngón tay các bạn phóng to hết cái tấm hình đen ra khỏi cái màn hình. Rồi các bạn sẽ chọn nối. Sau đó các bạn kéo cái thanh xuống này. Độ mờ này tùy các bạn. Ở đây thì mình sẽ kéo 60. Rồi ấn dấu tích về. Sau đó giữa các bit chấm vàng các bạn sẽ tắt cái tấm hình, cái lớp phụ màu đen này ra. Các bạn sẽ ấn tắt ở đây nha. Giữa cái bit chấm vàng này các bạn tắt ra. Đó, tắt như mình. Rồi ok, mình đã tắt xong. Bây giờ các bạn nhấn vô từng cái lớp phủ đen. Sau đó các bạn chọn hiệu ứng động. Các bạn chọn vào. Rồi các bạn chọn rõ dần. Rồi, lưu ý cho các bạn nè. Mình chọn rõ dần xong. Xong các bạn nhìn thấy cái thanh này không? Thì mình... tùy các bạn thích để dài hay ngắn cũng được, nhưng mà đây mình sẽ để ở giữa bất kể cái tấm hình lớp phủ đen nào, mà mình sẽ cũng sẽ kéo để ở giữa như vậy này. Ok, tương tự những cái tấm lớp phủ đen cũng làm tương tự như vậy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tua để đỡ tốn thời gian của các bạn nha. Rồi, mình đã thêm cái hiệu ứng động vô mấy cái lớp phủ đen rồi. Bước tiếp theo thì các bạn toát hết ra nè. Xong rồi các bạn sẽ ấn vào hiệu ứng. Các bạn sẽ chọn hiệu ứng video. Sau đó các bạn sẽ chọn cái gì rồi ta, để mình xem coi. Các bạn sẽ chọn cổ điển. Đây, cổ điển đây. Sau đó các bạn sẽ chọn hiệu ánh sáng cổ điển. Ok, các bạn sẽ kéo ánh sáng cổ điển hết cái hình thứ hai luôn. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn vào vật thể nè. Các bạn chọn tất cả video nhé. Ok, sau đó các bạn vẫn tiếp tục ấn vào cái hiệu ứng ánh sáng cổ điển. Các bạn ấn tùy chỉnh. Sau đó các bạn sẽ chỉnh thông số như mình nè. Bộ lọc thì mình sẽ kéo về 0. Cường độ thì mình sẽ kéo khoảng 50, 40, 40 đến 50 tùy ảnh các bạn ạ. Tùy ảnh nhé. Mình sẽ kéo 40 đi. Rồi cái khoảng này này, mình sẽ kéo khoảng 65. Các bạn ở dấu tích về nhé. Thì mình xem coi nó là nhảy trắng được như thế chưa. Ok, thì mình thấy nó khá là giống rồi đó. Vậy là xong rồi đó các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem video của mình nhé. Ok, thì nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một share và subscribe kênh YouTube ủng hộ mình nhé. Nếu các bạn rảnh thì các bạn có thể truy cập vào CapCut và nhập ID là chiphoen75742 để sử dụng mẫu mà mình đăng ở trên đó nhé. Cảm ơn các bạn, thì mình chúc các bạn thành công. Bye bye.